Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ dây da này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ dây da hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Đây các bác này. Hàng rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Đó, dây da rất là đẹp luôn nhá. Và giá thì một cái mẫu đồng hồ dây da cực đẹp các bác nhá. Đấy các bác này. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Mặt này, đấy, mặt sáng đẹp các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy các bác lên giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da giá sẽ là 95k đây. Các bác này. Đeo vào thì cực kỳ là mượt luôn các bác này. Đấy, lên cái bút. Đeo vào cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bác này. Số dạ quang đẹp nhá, số dạ quang đẹp cho các bác luôn. Đấy, và có các cái trang trí các cái đồng hồ nhỏ trang trí bên trong. Đó, hồ nhỏ này trang trí thôi nhá. Đó, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dạ quang này. À đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đồng hồ dây da này, đồng hồ dây da nhá. Dây da giá sẽ là 95k cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ rỉ nhá, cọ rỉ đây. Cái này các bác thì dùng để đánh sắt này, đánh rêu này, rồi đánh bẩn, đánh xoong, đánh nồi đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái chỗ cọ rỉ như này. Đây. Các bác có thể dùng để mình kỳ cọ này, kỳ cọ đánh rửa này. Đấy, đánh rửa xoong nồi bát đĩa rồi nói chung là tất cả. Đây, rất là tiện nhá. Xoong nồi bát đĩa rồi đánh rêu, đánh mốc đầy đủ cho bác luôn. Nên cho em là cọ rỉ nhá, chổi cọ rỉ giá sẽ là 15k cho một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng này. Một quận này của nó thì khoảng là 20m nhá, một quận này khoảng 20m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một quận dây như này. Đấy. 150k các bác nhá, 150.000 thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Chiều dài của nó khoảng 20m, có đèn báo này. Đấy, hàng nội địa của Nhật có đèn báo đây. Và có 1 2 3 4 chân cắm như này. Có 4 chân cắm có đèn báo nhá, 4 chân cắm có đèn báo. Con này thì dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Đây mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. À, 150.000 một quận. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác con sản phẩm đó là con dao thái lỗ của Nhật này. Đấy, thái lỗ của Nhật. Đây, hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, đây, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy bóng cái loại giấy bóng dài như này mà em còn dọc được là các bác biết không? Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, giấy bóng siêu dài mà còn dọc được các bác nhá. Con này thì các bác dùng cẩn thận thì em là khéo đứt tay nhá. Đấy, dài thì phần lưỡi là 20cm, tổng chiều dài của dao khoảng 30cm. Có quai đeo như này, quai đeo hàng liền thân, siêu sắc bén cho bác luôn. Akatsuki này, đấy, hàng made in Japan. Đó. Lên theo là dao thái lỗ, con này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con dao thái lỗ này. Đấy, lên theo là dao thái lỗ. Dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá. 130k con dao thái lỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kim, lên cho em là đồng hồ kim. Đấy, con này thì sẽ là 200. Các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá. Đấy, đồng hồ kim thì cái này các bác dùng để đo vôn, đo ampere kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một viên pin như này. Đấy, và các cái đầu để đo đây. Các bác có thể đo ôm này, đo ampere kế, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đấy đây, các kiểu con này đều luôn. Đó, ôm rồi ampere rồi DAC, ACV, nói chung là đầy đủ. Giá sẽ là 230.000, bên em đã bao ship cho bác nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Một con đồng hồ như này. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nếu các bác mua bên ngoài thị trường nó phải 300-400.000. Đấy, bên em bán giao đến tận tay cho các bác giá chỉ có 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật này. Đấy, đài FM của Nhật đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Có cả đồng hồ luôn nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Và con này thì nó đã tích hợp pin sẵn ở đây rồi. Về nhà có kèm thêm một cái cáp sạc pin đây. Đấy, cáp sạc pin bên trong này và một quả pin như này. Về nhà các bác dùng thôi. Hết pin thì các bác lại sạc pin vào cho em. Đấy, các bác để cho em chế độ FM là 1 này. Đấy, và vặn lên này. Đấy, vặn lên. Đấy, volume ở đây luôn. Bluetooth mode. Đấy, và các bác bắt đầu là mình dò nhá, mình dò này. Đấy. Các bác dò đây cho em này. Đấy. Đấy. Các bác cứ dò đây cho em. Đó. Là mình sẽ ra đài thôi. Các bác cứ nhả nha, mình dò là nó quen tần sóng rồi là các bác bật lên và sau các bác cứ bật lên là có luôn. Đó. Rất tiện ích các bác nhá. Đấy, các bác cứ dò đây cho em này. Đó. Để
vâng, tránh việc có thai ngoài ý muốn. Dạ vâng. Liên quan đến chủ đề là phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em thì trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các quý vị thính giả. Những bậc phụ huynh có hỏi là có những cái loại xâm nào ạ? Và làm sao để mà có thể nhận biết sớm được những cái dấu hiệu mà con em mình bị xâm hại ạ? Thực ra là xâm hại tình dục thì không phải là chỉ cần tiếp xúc bộ phận sinh dục, mấy bộ phận sinh dục người ta đã có những cái định nghĩa và quy định. Xâm hại tình dục qua lời nói, qua hành động, qua phim ảnh, rồi qua chuyện kể, rồi rất nhiều các vấn đề. Cho nên là để mà cái nhận biết được. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đồng hồ này, có đài FM này và có kết nối cả MP3 Bluetooth nhá. Đó, có cả kết nối Bluetooth luôn. Đấy thì giá sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra ok thì mình thanh toán cho em. Đó. Tên mã giúp cho em đó là đài FM nhá, giá sẽ là 260.000. Đó. Đài FM này. Đài FM 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng. 70 đến 100 vòng và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Đấy. Mỗi bánh như này là nó sẽ là 2 vòng nhá. Mỗi bánh này là 2 vòng về nhà các bác tách ra cho em. Cái này của nó là trầm tự nhiên nhá, trầm tự nhiên. Đấy, được chiết xuất từ gỗ trầm tự nhiên, hàng cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, gỗ trầm tự nhiên rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp mà nhang trầm đốt như này, giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một hộp. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Nhang trầm đốt này, giá sẽ là 40.000 thôi, rất rẻ. 40.000 trên một hộp như này mà tới 100 vòng tính ra là vào có 400 con trên một vòng như này, rất rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng này. Đây. Qua lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình chiên mình hấp này. Hấp hoặc là ăn lẩu này. Dán đều được hết nhá. Đây, tráng đá chống dính. Kích thước của nó là 28 cm nhá. Thứ nhất là các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu ok hết này. Đấy, ăn lẩu này hoặc là hấp này. Nói chung là con này nó sẽ là nồi lẩu 2 tầng đa di năng, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy, điện 220, 28 cm, công suất của nó là 1000W, hàng siêu nóng nhanh luôn. Hả? Giá sẽ là 230.000, bên em bao ship đến tận nhà. Ôi giời ơi, giá rất ôi giời ơi luôn, giá siêu rẻ luôn nhá. Một cái nồi lẩu như này, đa di năng như này mà giá chỉ có 230.000 thôi, rất rẻ nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Lẩu 2 tầng giá sẽ là 230.000, bao ship. Giá cực kỳ ôi giời ơi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá, 150.000 à. 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cắm điện vào có đèn báo này, có 1 2 3 4 chân USB, 3 chân ổ cắm, 1 chân sạc nhanh. Đấy, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây là sẽ có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn, rất tiện. Để trên bàn như này vừa nghe nhạc, vừa sạc pin, vừa xem YouTube các thứ. Vừa mở shop phạm hớn lên xem nhé, có cả cầu dao đóng ngắt luôn, hàng cực kỳ xịn sò. 3 chân, 4 chân USB, 1, 2, 3. Đấy, cắm cho anh cái dây điện thì nào, rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh này, ổ điện sạc nhanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Đây em cắm test thử cho anh em các bác xem luôn. Dây dài khoảng gần 2m nhá. Đấy, mét mấy đến 2m đây. Cắm vào này, bật lên có đèn báo này. Đấy, đèn báo xanh luôn nhá. Sạc nhanh này. Đấy, sạc nhanh này. Đấy, báo pin luôn. Ngon chưa? Đó, rất tiện luôn. Giá sẽ là 150.000. Có dây dài nhá, dây dài khoảng gần 2m các bác nhá. Dây khá là dài luôn đấy, rất ok luôn. Lên thì em là ổ sạc nhanh 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cái bác sản phẩm đó là cái bộ gắp nóng này. Bộ gắp nóng đây, bộ này rất là tiện. Bao gồm cho các bác khá là nhiều chi tiết luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho các bác là một cái gắp kẹp như này này. Đấy, cái này để các bác kẹp mà các cái bát, cái đũa vào này, cái bát đĩa này. Đấy. Thứ hai là cái này chuyên để gắp đĩa. Đây, gắp đĩa này, các bác hấp thì mình đưa cái vành này ra này, đưa cái vành này ra mình kẹp đũa à, kẹp những cái đĩa, những cái khay vào này. Đấy, cái này thì để lót nóng này, cái này để bắt tay này. Đấy. Một bộ 4 món như này, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 các bạn, 50.000 cho một cái combo 4 món thần thánh như này.
Đấy, các bác nhà bếp nhà nào cũng phải nên có một cái bộ này. Ví dụ như các bác hấp này rồi chiên rán này, đồ nóng này cần phải gắp ra mà không bị bỏng tay đúng không này chị em? Lên chị em là bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k. Đấy, bộ gắp bát đĩa 50.000. Đây sẽ có video thực tế luôn. Các bộ sản phẩm bao gồm một cái đấy. Bát đĩa. Các bác nhá. Đó, các bác xem hình ảnh còn em minh họa cho các bác xem. Kẹp vào này, bê ra này, rất tiện nhá. Chắc tay luôn đấy, đây là cái bắt tay này. Bộ sản phẩm này đấy của họ còn thiếu một món này của em, còn có cả cái lót chống nóng ở dưới nữa cơ. Đó, họ có 3 thôi, của em 4 món luôn. Siêu tiện ích luôn. Đấy anh em các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện nhá. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là cái túi vuông các bác này. Túi vuông thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu xanh như này các bác nhá. Đấy, màu nâu và màu xanh. Túi thì chiều cao khoảng 25, chiều rộng 20 và cái chiều ngang này của nó banh ra hết thì nó vào khoảng là 10 cm. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây đeo bên trong như này. Chất liệu này của em thì nó là 100% là da bò tự nhiên các nhá. Da bò tự nhiên này. Đấy, các bác có thể về là các bác có thể dùng để test này. Đấy, đây, cái này nó rất là sắc nhá. Đây, em cào này các bác này, không hề có một vết nào luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, em cào không hề có vết gì nhá. Đấy, hoặc các bác có thể dùng để mình gọi là đây, em cào con này. Đấy. Đây, cái này mà cào là chảy máu tay luôn đấy, mà đây không có vết gì luôn nhá. Hoặc các bác có thể dùng lấy máy lửa các bác đốt thoải mái luôn thôi nha. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là túi vuông có hai màu, màu xanh và màu nâu. Giá sẽ là 180.000 cái túi vuông nhá. Lên cho em là túi vuông này. Túi vuông giá sẽ là 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đây. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một dây một củ sạc giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ bao gồm là một dây và một củ sạc như này nhá. Đấy, hàng của iPhone nhá. iPhone. Đấy, dòng của iPhone iPhone 14 Pro Max các bác nhá. iPhone 14 Pro Max. Giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k thì cái dây sạc nhanh iPhone như này. Một củ một dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 25.000 cho một hộp này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là găng tay bằng lụa nhá. Đấy, găng tay bằng lụa thì nó dùng nó rất là dai, mềm mịn và nó bám tay thì các bác dùng nó rất là thích đây. Đấy. Một hộp là 25 chiếc găng tay bằng giấy bóng lụa như này nhá. Giấy bóng lụa thì rất là mềm dai luôn. Tay người lớn, tay trẻ em rồi tay to tay nhỏ đều dùng được hết. Nó có cái độ co giãn nhất định nhá, có cái độ co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là sướng này. Đây các bác này. Đấy, rất là dai luôn, rất dai luôn và có cái độ co giãn nhất định nhá, dùng nó rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm à, dùng để mình bóp nem bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh đều được hết nhá. Rất dai luôn các bác này. Rất dai luôn, nó là giấy bóng lụa cho nên nó rất là dai nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã theo là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn này. Giá sẽ là 25k trên một hộp này bao gồm là từ 80 đến 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gắp như này các bác này. Đấy, để các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn này. Đây ví dụ như đây là con cá này. Các bác có thể lật con cá này hoặc là nem rán hoặc là nói chung là tất cả cái đồ chiên đồ nóng này. Các bác lật qua lật lại đi em. Đấy. Lên cho em là gắp nóng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 trong con gắp nóng như này. Nhà nào chế biến đồ ăn thực phẩm thì cũng vẫn phải dùng con này, nó rất là tiện luôn, bằng inox sạch đẹp nhá. Lên cho em là gắp nóng này, đó. Gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cái gắp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá, để mình sử dụng, để mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt rồi sử dụng đa di năng được luôn. Thì các bác dùng con này nó rất là tiện. Về mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em là mình dùng thôi. Rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái gắp như này các bác này. Kèm một cái gắp như này. Đấy, về nhà các bác rửa sạch vệ sinh đi, sau đó thì các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Đấy, bỏ vào khay đá cũng được, bỏ vào ngăn đá. Thì khi mà các bác dùng thì mình lấy ra mình cho vào cốc bia, cốc đá thì mình uống nó sẽ còn nguyên cái độ ngọt của nó các bác nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Đấy, vật mũi đứng thì các bác đặt ở đây cho em. Đấy, khi nào các bác dùng chức năng là bắt mũi tự động thì
các bác sẽ cắm cắm cái nguồn này vào nhé, và bật lên cho em như này là con muỗi nó sẽ bay và nó sẽ chập này, đấy các bác nhé. Còn bình thường thì các bác sử dụng bình thường thì các bác dùng chức năng bắt muỗi tự động hoặc vật muỗi này. Đây các bạn này, đấy, chập rất là mạnh luôn các bác nhé, đấy, rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ có ba nấc này, tắt đi này và nấc số 1 này, đấy, và nấc số 2 nhá. Đấy, bắt muỗi thì các bác dùng bình thường này cho em. Đấy, chập rất là mạnh luôn. Lên mã giúp cho em là vật muỗi đứng nhá, vật muỗi đứng. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con vật muỗi đứng như này. Hàng thì nó sẽ là đây, đấy, có các cái thông số đây này. Lên tới 300V luôn nhá, 300V này, đấy. Đây, chân sạc chân giếc của nó này, các bác đặt vào cái đế này là xong, đặt vào cái đế này nó sẽ tự sạc cho các bác luôn. Lên cho em là vật muỗi đứng nhá, vật muỗi đứng, giá của nó sẽ là 150k. Đó, 150k cho cái vật muỗi đứng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá, 30 lưỡi, và kèm cho các bác là một lọ kem và một cái bàn cạo như này. Đấy, một lọ kem, một bàn cạo và 30 lưỡi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi, 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Lên kem là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k, bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, một hộp kem và một bàn chải này. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này nhá. Đấy, dòng lưỡi kép như này thì dùng rất là tiện ích luôn. Lưỡi kép sáng bóng các bạn dùng rất tiện ích, và một bộ này các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em nhá. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kem như này, mà giá chỉ có cho các bác là đi 60k thôi, 60k nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, giá sẽ là 60.000. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc đấy. Về thì nó sẽ có cho các bác là mấy màu như này nhá. Đấy, mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 1m4. Chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4 nhá. Rất to luôn các bác này. Đấy. Ngang 70, dài 1m4. Các bác có thể choàng lên cả người luôn. Thì các bác dùng để mình tắm xong mình lau khô nhá. Đấy, hoặc là mình dùng rất là tiện ích luôn, mang đi tắm biển, tắm biển cũng rất là tiện ích này. Một mặt là bông thô, mặt bông mịn, chất liệu 100% bông tự nhiên, thấm hút nước tốt nhá, dùng rất là thích luôn. Đấy, màu thì sạch đẹp nhã nhặn các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc khăn này thôi các bác. Đấy, 40.000 cho một chiếc khăn như này các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá. Giá thì sẽ là 40k. 40k cho cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Khăn mặt thì cái này nó sẽ là theo bán theo chiếc. 20.000 sẽ là 3 cái nhá. 20.000 là 3 cái. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 20.000 cho 3 cái. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình rửa mặt này. Đấy, hoặc nhà có khách có khứa này, hoặc là ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn ghế, lau bát, lau đũa rồi mình để mình dùng dần, rất là tiện, dùng vào việc gì cũng được. Nhà có cỗ có bàn mình sử dụng để mình lau tay, lau chân đều ok hết nhá. Hoặc nhà có khách có khứa thì phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích, sạch sẽ các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 60k trên 10 cái thôi. Đấy, 60k nhá, 60k trên 10 cái này, trên 10 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k trên 3 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 trên 10 cái các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật to này. Đấy, khay chữ nhật to. Cái khay chữ nhật to này bao nhiêu đấy? Khay chữ nhật to nhé, con này sẽ là 40.000 cho một khay chữ nhật to như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay và một cái nắp như này nhá. Một khay và một cái nắp như này. Thì nó rất là tiện ích các bác này. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, inox 304 này. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Ưu điểm của con này nó sẽ có cái nắp đậy như này thì các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, không sợ bị bẩn, bị bụi hoặc là nói chung là côn trùng xâm nhập. Đấy, và hàng thì đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đấy. Bên ngoài này nó đều còn đang bọc giấy bóng chống xước hết các bạn. Đấy, chống xước hết. Inox 304 đẹp sáng bóng nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là 1 lít nhá, vào khoảng 1 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 1 lít đến hơn 1 lít một chút. Đấy này các bạn này. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 20 cm, chiều dài thì khoảng 25 cm và độ cao thì vào khoảng là 7 cm. Nó rất tiện ích luôn. Lên cho em đó là khay chữ nhật to nhá. Đấy. Khay chữ nhật to. Minh ơi. Lấy anh cái khay bé. Khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. 40.000. Lấy cho anh cái khay bé nào. Đấy.
hết nó rồi. Rồi ok các bác nhá. Đó thì khay chữ nhật to giá sẽ là 40k, khay chữ nhật to như này nhá. Đó rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp tục các sản phẩm lót giày quế chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đôi lót giày như này. Giá thì đang trân trọng thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k thôi. 10k cho một cái đôi lót giày như này nhá. Giá cực kỳ là Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây thì có sẵn quế cho các bác nhá. Có sẵn quế cho các bác luôn, nó tẩm sẵn quế bên trong này rồi. Các bác đi thì nó sẽ là chống nấm mốc, chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 10k thôi nhá. Lên thì em là lót giày quế nhá. Lót giày quế này. Đấy. Lót giày quế giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một chiếc như này. 10k cho một chiếc này các bác này. Đấy. 10k trên một bịch như này bao gồm là một đôi nhá. 10k một đôi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. 10.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi câu, đi kẹo hoặc là đi chợ đi búa. Hoặc là các bác dùng làm thợ làm nghề. Đấy mà muốn treo, muốn cân như này rất là tiện luôn. Đó. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin như này nhá. Pin này thì các bác dùng nó là pin năng lượng mặt trời, cho nên là không lo bị hết pin. Còn hết thì các bác ra ngoài hiệu sách các bác mua cho em, nó rất là tiện thôi. Các bác cứ ra hiệu sách là có thôi. Đấy, lắp ở đây cho em này. Đấy, lắp ở đây. Đấy, thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá. Nếu lắp sai chiều mà đèn nó không lên đây. Đấy, thì các bác chỉnh lại cho em là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có dây quay đeo như này. Thì các bác dùng để mình cân kẹo các thứ nó rất là tiện. Tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá, 50 cân. Và con này thì nó sẽ có cả cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn này. Đấy, nhiệt độ luôn. Miền Bắc giờ đang là 35 36 độ C này, rất là nóng luôn nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân cho em thôi. Đây. Ví dụ em cân cho bác cái con thước ấy này. Đấy, con thước 10 m này. Con thước 10 m này là nặng là 0,26 kg. Đây các bác này. Đấy. Nặng 0,26 kg tức là 2 lạng 6 nhá. Đây, con thước rút từ hãng 10 m này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Con 10 m này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái loại 5m và 7m rưỡi nữa. Con 5m là 40.000, con 7m rưỡi là 50.000 và con 10m thì sẽ là 60.000. Đó đây các bác này. Đấy, rút ra rút vào rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu nhanh cái thước rút như này. Còn cái cân này của nó thì nó sẽ là nhớ này, nó sẽ nhớ số một lúc như này, sau đó thì nó sẽ tắt này. Hoặc các bác có thể chuyển trực tiếp về không như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu cái này có màu đen và màu gì nhỉ? Đấy, màu đen thôi nhá. Đợt này em về thì chỉ còn màu đen thôi. Giá thì sẽ là 80.000 cho một vỉ, một hộp bao gồm 5 đôi. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 10cm là cái chiều cao của cái phần gót này là 10cm nhá. Đấy. Còn tất này là dòng phổ thông rồi, tất Nike của Nhật. Chống hôi chân rất là tốt luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này, đó, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một cái hộp tất hộp 5 như này. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 và sạc năng lượng mặt trời, có kèm một cái cáp sạc như này và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đây, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đó, và có báo pin các bác này. Đây có báo pin đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đang nhấp nháy này là nó báo là đang sạc pin nhá. Đó, rất tiện luôn. Có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu đầy đủ nhá. Đầu tiên là một cái đèn cầu như này, tiếp theo là hai đèn led hai bên này và tiếp theo nữa là một con pha dọa như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con đèn cầm tay như này rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, nó sẽ là một cái đầu như này và nó sẽ có cái hệ hai bánh răng chuyển động. Các bác có thể lắp vào máy khoan, máy cắt, máy mài. Lắp vào máy khoan, máy cắt, đặc biệt là đầu máy khoan pin nhá, máy khoan pin. Đây. Đấy, các bác lắp vào cái đầu máy khoan pin, lắp đúng như này cho em này, cắt rất là tiện luôn. Và con này thì giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 thì cái bộ sản phẩm này lắp vào nó sẽ như này cho em. Đấy. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này luôn. Em bán rất là nhiều rồi, lắp vào là cắt được luôn. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đấy các bác thấy không? Các bác xem cắt tôn mũi này rất ok luôn.
không những là cắt mà còn lượn sóng các thứ được hết nhá. Nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua hộ em nhá. Cả cái đèn với cái sơn đi luôn. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn sắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển sơn đổi nhá. Đây các bác về gắn vào máy rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác nhá. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này. Đấy, cắt lượn sóng có thứ ok luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là đèn và nó giả cái cam mô hình, gọi là nó là cái cam giả thôi. Đấy, nhưng mà nó thực chất nó là một cái đèn và rất là sáng luôn. Cái này thì nó sẽ hết năng lượng mặt trời rồi. Đó, về nhà thì các bác cứ bỏ ra ngoài nắng là nó sẽ có ánh sáng thôi. Thì khi các bác lắp thì lắp cho em cái chỗ có ánh sáng là được nhá. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 cho cái đèn cam mô hình như này. Đấy, lên cho em là đèn cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá. Đèn mang sông. Con này là 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 các bạn, rất tiện luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Lô này về thì nó lại là ánh sáng vàng. Đấy, em về thì có lô ánh sáng trắng, có lô ánh sáng vàng nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ như này. Cái này của nó bằng nhựa nhưng mà nó là một cái dòng nhựa fit rất là chắc chắn nhá. Một cái dòng nhựa fit rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Có điều chỉnh sáng tối, các bác có thể dùng để decor trang trí phòng ăn, phòng ngủ hoặc là sân vườn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, 120.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông rất là đẹp luôn. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai sơn inox nhá, sơn inox này. Các bác dùng để mình xịt vào các cái bề mặt như là dùng để mình xịt vào các cái bề mặt là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Trước khi xịt lắc đều cho em này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox xịn sò luôn. Đó, sơn vào nó sẽ chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt các bác này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đó, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt nhá. Chuyên để chống rỉ, đặc biệt là các bác dùng ở trong tàu, ngành tàu biển hoặc là các cái thiết bị nhà mình bị rỉ sét ăn mòn. Lên theo là sơn inox, giá của nó sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. 80.000 cho một bịch sơn inox như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác này, keo vá tường. Đấy, đây nó sẽ là một lọ keo như này. Xoáy ra cho em này. Đấy, sau đó thì các cái phần mà tường bị thấm rột bong chốc các bác bôi lên cho em, bôi lên sau đó thì mình vuốt cho nó phẳng đi. Thế là sẽ có một cái lớp tường mới rất là xịn sò luôn đấy các bác này. Đó. Nhà có trẻ em nó chuyên tô vẽ bẩn hoặc là các cái phần tường bị bong chốc bị nứt nhá. Lên trên là keo vá tường, giá sẽ là 40.000 các bạn này. Keo vá tường chống thấm này ngay, rất đơn giản, chỉ cần nặn một lượng keo vừa đủ, dùng dụng cụ chất tường tận đèn để tán đều keo là xong rồi. Keo này dùng nhựa gốc Ecosi và chất chắn đặc biệt nên chống thấm, bám dính tốt, giúp phục hồi tường nhà bạn rất nhanh và còn rất an toàn đấy ạ. Link mua hàng chính hãng tôi để ngay dưới đây. Rất là tiện các bạn nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đây một con khóa chống trộm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một khóa này, một vỉ pin như này và ba cái chìa nữa, rất là tiện luôn. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có còi hú thì rất là tiện nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng bình thường thì nó sẽ không kêu nhưng các bác đảo chiều lại cho em là sẽ kêu nhá. Chạm là sẽ kêu các bác này. Đấy. Các bác đảo chiều lại thì nó không kêu nhá. Đấy, và các bác dùng chiều kêu thì nó sẽ kêu này. Đấy. Có người chạm tác động vào khóa là nó sẽ kêu các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 một con khóa chống trộm như này nhá. Bao gồm cho các bác là ba chìa rãnh này, ba chìa rãnh, một khóa và một vỉ pin luôn. Đấy, một vỉ pin như này các bác về các bác thay pin cho em. Thay pin thì thay ở dưới đít nhá. Thay ở dưới đít. À, các bác thay pin thì các bác xoáy ốc ra và thay ở dưới đít cho em. Đấy. Giá sẽ là 80k. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá. Đấy. Khóa chống trộm này, giá sẽ là 80k cho mấy em khóa chống trộm như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo này. Băng keo hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn và hàng lại về số lượng và giá rất yêu thương cho bác luôn. Quận nhỏ thì sẽ là 5k nhá. Quận nhỏ là 5k đây. Quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to như này sẽ là 10.000 này, quận to là 10.000 này. Còn các bác nào mua theo cân ký thì sẽ rẻ hơn đây. Quận nhỏ này sẽ là 5.000 nhá. Đây, các cái quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to này là 10.000 này. Và mua cả cân thì sẽ là 80.000 một cân, còn nửa cân là 40.000. Hàng thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền cho các bác luôn. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền và gần như không có lõi nhá. Hàng nội địa của Nhật hết nhá, hàng nội địa của Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Made in Japan đàng hoàng nhá đây các bác này. Hàng của thương hiệu Denka. Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy, made in Japan nhá. Đây, siêu dai luôn các bạn, rất dai, rất dính và băng keo mỏng như này là cuốn rất là da luôn các bác này. Đây.
Đấy các bác thấy không? Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một một cân là sẽ là 80k một kg nhá. 80k một kg, nửa cân thì sẽ là một nửa tiền. Và quận nhỏ là 10.000 và quận to sẽ là quận nhỏ là 5.000, quận to 10.000. Rồi, các số hotline bên em các bác liên hệ rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức quá này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp rem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp rem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp rem điện tử. Con kẹp rem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin ra cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp rem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000.
và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 ml này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu vào đây, đo chiều sâu vào đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này. Kẹp gem này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 cm nhá. Đây, 15 cm này các bác này. Đó, 15 cm. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gỉ nhá. Thép trắng không gỉ. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm, nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy, nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ, chuyên đánh rỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gì 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, kỳ cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng này là xi măng xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên cho em là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy. Thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan
sắt khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen nên cho em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy. Găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô, đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhé. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này, đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này, bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là 3 cái cốc nữa. Cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhé. Đấy, kèm cho các bác là 3 cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500 ml các bác nhá, 500 ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Nhắm cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá. Bỏ ngăn đông tủ lạnh, sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác, gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, ví dụ như cái nồi lẩu 2 tầng này thì bên shop gửi tới các bác cái giá là 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, 230.000. Ở đây nó sẽ có 2 tầng như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng cho các bác là, đây là một con nồi lẩu 2 tầng rất là tiện dụng. Và đây thì sẽ có cho các bác là đây. Đấy. 28 sen nhá, điện 220V này, công suất là 1000W này. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, thông số của nó này, 50Hz này. Đấy, công suất 1000W nhá. Có tráng đá chống dính nhá. Cái này các bác có thể dùng để rán này, chiên này, xào nấu này. Đấy, hoặc là hấp này, hoặc ăn lẩu này. Đấy, thì đây nó sẽ rất là tiện như này. Đấy, các bác có thể dùng để hấp này, hấp xôi này, rồi là hấp gà, hấp vịt này, hoặc là dùng trực tiếp này để chiên rán xào nấu này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác một cái cáp như này nữa nhá. Đó. Combo cho các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh số ở đây nhá, số 1, số 2, số 3 này. Đấy. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng này thì nó rất là tiện, cắm điện có đèn báo sẵn luôn. Vung thì bằng kính cường lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng.
Các bác lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng này. Nồi lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho cái lẩu 2 tầng. Đó. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái nồi lẩu Osaka. Đấy. Con này thì dung tích của nó sẽ lớn hơn một chút này. Đấy. Đây, dung tích là 3,5 lít này, điện áp 220V, tần số 50Hz và 1360W nhá, 1360W. Đấy, một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó cũng là dòng đa di năng nhá. Đấy, công suất của nó rất là khỏe luôn. Con này các bác dùng để chiên rán xào nấu cũng đều ok hết cho anh em nhá. Chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, combo khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là bao gồm là một cáp này, một cáp có điều chỉnh tăng giảm này. Đấy. Và đây là cái đai để các bác bắt vào cái vung này. Đây cái đai bắt vào cái vung này cho em này. Đó. Và đây là cái nồi các bác này. Đây là cái nồi của nó đây. Đấy, nồi của nó đây. Đấy. Con này thì có dập vân chống dính nhá, dập vân chống dính. Hàng rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, siêu dày dẫn chắc chắn và có quai bê như này. Thì các bác bê này nó không sợ bị nóng này, không sợ bị nóng này, rất là tiện luôn. Đó, và cắm điện vào đây cho em. Và đây thì nó sẽ có cái cục nguồn này, là nó sẽ có cái chiết áp để điều chỉnh này, có chiết áp điều chỉnh như này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ nồi lẩu Osaka như này nhá. Đấy, một cái nồi lẩu Osaka tuyệt vời ông mặt trời như này. Giá chỉ có cho các bác là 390.000 thôi. Đấy, 390.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Nồi lẩu Osaka này, nồi lẩu Osaka. Đấy, giá sẽ là 390k nhá. 390.000 cho cái nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Các bác lên đúng tên chưa? Là nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. Đây. Osaka này, 390.000 các bác. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và hàng thì rất hợp lý rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là cái bếp nướng nhá, bếp nướng. Đây nó sẽ làm con bếp nướng như này. 350.000 cho con bếp nướng này thôi. Con này rất là tiện này. Các bác dùng để mình là sản xuất chế biến đồ nướng cái thứ nó rất là tiện các bạn. Chế biến đồ nướng đồ niếc là tiện lắm. Đấy, các bác dùng để mình chế biến đồ nướng này. Đây cái này thì có tráng đá chống dính này và có cái ngăn này nó chảy ra đây thì các bác chiên nướng thịt dầu mỡ thì nó sẽ chảy ra cái này, hứng cái bát vào là xong. Đó, và có dây nguồn, có công tắc chiết áp nhá. Đây, sử dụng điện 220V này. 50Hz này. Công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Nói chung con này rất là tiện đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Đấy, các bác lên cho là bếp nướng nhá, bếp nướng. Giá sẽ là 350.000. Lên cho là bếp nướng này, đó. Bếp nướng, giá sẽ là 350k và bao ship tận nhà cho bác luôn, 350.000 cho một con bếp nướng như này. Rất đẹp, rất tuyệt vời, hàng có bảo hành cho bác luôn. Bảo hành các bác yên tâm sử dụng nhá, 350.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Đấy, bình tông. Thì con này dung tích của nó sẽ là dòng 2 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga. Đây, CCCP này. Đó. Dung tích là 2 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 nhá. Ở đây con này nó sẽ có nắp có gioăng này và nắp thì nó đai sẵn ở đây luôn là chống mất này. Các bác thấy không? Sáng bóng luôn, soi gương được luôn các bác này. Đấy, rất là sáng bóng soi gương được luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Giá sẽ là 130.000 cho một con bình tông như này. Đấy, cái này thì các bác nên mua. Mình sử dụng thì nó vừa tiện ích. Các bác có thể 2 lít luôn. Bình tông 2 lít nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng bia, đựng nước ngọt, rồi đựng rượu, đi nhậu, đi nhiếc. Nói chung là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cho anh em các bác một cái bao da như này nữa này. Đấy. Có sẵn cho anh em các bác một con bao da như này luôn. Đấy. Đây. Bác kéo cái quai này ra cho em. Có sẵn cái bao da như này. Có sẵn cái bao da như này để các bác sử dụng này. Đấy, mình đeo vào rất là tiện luôn nhá. Bao da này nó cũng có đai, có ấy hết này. Đấy, em đang để cái mút này nó khó cho vào. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông, giá sẽ là bình tông này, đó. Bình tông, giá sẽ là 130k cái bình tông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tẩy xanh. Cái này thì chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi rồi vành bánh ô tô rồi vỏ ô tô nhá. Đấy, giúp cho các bác là làm sạch tẩy trắng nhá. Đấy, hàng thì rất là cao cấp cho các bác luôn. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái tẩy xanh như này, chuyên để tẩy xoong nồi bát đĩa vành bánh ô tô. 25.000 cho một hũ. Đây các bác nhá. Đấy, sản phẩm dùng test thực tế luôn các bác này. Đấy. Một cái xoong rất là bẩn này, các bác đưa vào đánh đi cho em này. Đấy, sáng bóng luôn cái chảo này. Đó, đánh đi này. Thấy các bác thấy chưa? Đó. Bếp này.
sáng bóng luôn nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh thôi, 25k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mẫu bơm xe nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con bơm 2T như này. Đấy, một con bơm 2T như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 230 cành cho một con bơm 2T và bao ship nhá. Khung xương của nó thì được sơn tĩnh điện rất là chắc chắn này. Đấy, và thân bơm thì xi lanh thì được làm bằng inox sáng bóng này. Đấy, khung xương sơn tĩnh điện, khung xương cực kỳ chắc chắn luôn. Con này là 2T, giá sẽ là 230.000, bơm 2T nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bơm 2T này. Bơm 2T xạ 230k nhá. 230.000 thì con bơm 2T như này. Ngoài ra thì bên shop con này thì có đồng hồ báo nhá và cân tổng được là 10 kg nhá, 10 kg hơi. Đấy, bơm ô tô xe máy thoải mái luôn. Đấy, ngoài ra thì sẽ có cho các bác là con bơm 1T này. Đấy, con 1T. Con 1T này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái em bơm 1T như này nhá, 100k. Dây này của nó thì sẽ là bằng dây cao su non và bọc dây dù này. Đấy, và có các cái đầu kết nối này, các cái đầu kết nối nhá. Đấy, bơm xe đạp xe máy ok hết. Giá thì con này chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1T như này. Đấy. Con một xi lanh này thì nhỏ gọn lắm, các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong cốp xe cái thứ rồi mình đi công tác rồi đi làm đi ngoài đường nhiều thì các bác dùng con này chứ. Đấy. Hàng đẹp, chất lượng, giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1T như này. Đấy, 100 cành con bơm 1T như này nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là một cái con bơm tẩu ô tô. Đấy, nó sẽ dùng bằng điện, hàng của thương hiệu Toyota nhá. Hàng thương hiệu Toyota. Con này thì nó sẽ là dùng bằng bằng điện ô tô, tức là các bác cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em. Đấy. Cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em thì nó rất là tiện nhá. Hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy. Rất là ngon luôn, dây của nó đây. Đấy, đây là cái dây đầu dây bơm này. Đấy, đây là đầu dây bơm này. Còn cái đầu dây này các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em nhá. Cắm vào tẩu ô tô cho em. Đó. Con này thì sẽ là 180.000 nhá. 180.000 thôi. Hàng của thương hiệu Toyota. Bác nào có ô tô thì nên bỏ một cái con này vào ô tô để đề phòng khi mà mình bị mất hết hơi này. Đấy, buổi sáng đến mình kiểm tra xe nó bị hết hơi hoặc là mình đi đường. Đấy, nó hết hơi thì các bác dùng con này cho em. Lên mã giúp cho em đó là bơm tẩu ô tô nhá. Đấy, bơm tẩu ô tô chỉ dùng cho ô tô được thôi. Bơm tẩu ô tô giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh. Đấy, đây nó sẽ là một con chống giật như này, bao gồm cho các bác là hai bên cả dây nóng cả dây lạnh luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá, 40k một chiếc như này. Khi các bác thay thì thay lắp thì phải lắp đồng bộ cả một đôi luôn. Đấy, tức là các bác phải mua là hai chiếc là 80.000 nhá. Đấy. Thì các bác về các bác lắp vào cái đường nước dẫn xuống cho em cả đường nóng đường lạnh, đây em sẽ có cái video lắp đặt thực tế để cho các bác xem và cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể. Như là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể nguy hiểm quá, các bác hãy cẩn thận với điện của máy nóng lạnh khi đang trong khu vực rét bớt này. Đèn sáng như này chứng tỏ máy nóng lạnh đã bị rò rỉ điện. Để an toàn cho con cái và cả gia đình, các bác hãy nên lắp thêm bộ van chống giật này. Nó chỉ có hơn 20.000 một chiếc thôi. Các bác nên mua hai chiếc để lắp vào hai đầu ống nước ra của mình, ống nước nóng và ống nước lạnh. Lắp đặt nó rất dễ dàng, đầu vặn phi 21mm nên vừa mọi loại bình trên thị trường. Các bác yên tâm mua nhé. Đấy, rất ok nhé. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em đã bao ship rồi, các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi nhá và mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ba lô da nhá, ba lô da này các bác. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chiều ngang của nó thì nó được vào khoảng là gần 50 nhá, gần 50. À, chiều dài là gần 50, chiều ngang này là 20 và chiều cao thì khoảng 25. Con này nó sẽ là một con ba lô rất là tiện ích luôn. Đấy, vuông vức như này. Vuông vức như này nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy, ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là dây đeo này, dây đeo có nhá, dây đeo. Đây, nó sẽ là cái dây quay đeo như này, rất là tiện ích này. Dây quay đeo rất là tiện ích luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một ngăn khóa này, một ngăn khóa chống nước nhá, có túi bóng chống nước luôn. Đó. Và đây nó sẽ là một cái ngăn thường để các bác bỏ các đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, một cái ba lô như này. Và đây nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn để mình
gọi là để giày dép vào đây. Đấy, để giày vào đây rất là tiện luôn. Các bác đôi giày đôi dép mình bỏ vào túi bóng sau đó thì mình đút vào cái ngăn dọc này rất là tiện này, nó gọn này. Đấy, và bên này nó sẽ là quai. Và cái này nó sẽ là một cái quai để các bác đút vào cái ba lô du lịch của mình. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá, ba lô da. Đấy. Tên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá của nó sẽ là 125k nhá. 125.000 cho cái ba lô da như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi. Lên cho em là ba lô da, giá sẽ là 125.000. Chất liệu của nó là bằng da lộn này, da lộn này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím. Con này thì nó là hàng vải. Con này thì nó sẽ là bằng vải và cái giá thì chỉ có 120.000 thôi. Ba lô tím sẽ là 120.000. Con này của nó thì cái kích thước của nó thì nó sẽ là ngắn hơn một chút. Đấy, ngắn hơn một chút. Con này kích thước của nó chỉ có 40 thôi. Nhưng mà đổi lại thì cái chiều ngang của nó lại rộng hơn. Thì tính về cơ bản thì kích thước nó cũng tương đương nhau thôi. Đấy, con này thì chiều ngang, chiều dài của nó chỉ được khoảng 40 thôi, 40-45. Đấy, nhưng mà nó nhiều ngăn, nhiều túi hơn. Nhiều ngăn, nhiều túi hơn. Còn cái bên trong của nó thì nó sẽ là một cái dòng, cũng có một cái ngăn để các bác đựng giày dép này. Ngăn phụ chống nước này. Đấy, ngăn phụ chống nước đây. Đấy, đây nó sẽ là cái ngăn chống nước này. Và nó sẽ nhiều ngăn bên hông hơn một chút. Đấy, đây nó sẽ có hai ngăn bên hông này nữa. Và một cái ngăn bên hông đây. Đấy, nhiều ngăn linh tinh hơn. Đấy, cũng có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím. Con này thì giá sẽ là 120.000. 120.000 một con, 125 một con, 120. Giá nó cũng xem nhau thôi, tương đương nhau. Các bác muốn lấy con nào thì lấy. Lấy con tím thì lấy, mà lấy con ba lô da thì lấy nhá. Đấy. Con này thì lên mã giúp cho em nó là ba lô tím. Giá sẽ là 120.000, ba lô tím này. Đấy. Ba lô tím giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con ba lô tím như này, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái dòng thảm các bác nhá. Đấy, thảm đây. Đấy thì hôm trước thì nó về cái mẫu vuông, hôm nay thì nó lại về cái mẫu thảm tròn như này, thảm tròn như này các bác này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bằng nỉ nhá, bằng nỉ. Mặt trên thì là sẽ bằng nỉ này, mặt trên bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Mặt dưới của nó thì bằng cao su non chống trơn trượt nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, bằng nỉ này, thấm hút nước cực kỳ là tốt. Nên các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, kích thước của nó là 40x60. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000. Lên cho em là thảm 46 này. Thảm 46, giá sẽ là 45k nhá. 45.000 cho cái thảm 46 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con hút bụi ống nhá. Con này thì cực kỳ là khỏe luôn. Rất là nhiều đầu ống nhá, rất là nhiều đầu ống. Đấy, có cáp kết nối đàng hoàng nhé, cáp nguồn đàng hoàng. Đấy, con này rất là khỏe luôn. Đấy, máy chạy khỏe lắm, nó có thể hút được con điện thoại 2,5 lạng luôn. Đây, đây là con điện thoại của em 2,5 lạng nhé, em hút cho bác xem này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy, hút như này là khỏi phải bàn luôn nhá, hút mít vào luôn này các bác này. Đấy, con điện thoại 2,5 lạng này, các bác thấy chưa? Đó. Máy phải rất là khỏe thì nó mới hút được các bác nhá. Đấy, một con điện thoại 2,5 lạng hút như không ấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu ống dẫn các kiểu luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lên cho em đó là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống này. Lên cho em là hút bụi ống. Hút bụi. Có cái ống dài như này em lên, nó là hút bụi ống nhá. Giá sẽ là 260k. Bỏ anh cái ví hồng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ví này. Thì em có hai mẫu ví hồng và ví xanh. Đây là cái mẫu ví móng tay nhá, chứ không phải là ví da nhá. Đấy, ví móng tay như này. Đấy, đây, con này sẽ là ví xanh này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành. Đấy, 100 cành, con này thì rất là nhiều chi tiết cho các bác luôn. 4 cái bấm móng này, 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Rồi nạo gót chân này, rồi lấy ré tai, nặn mụn này, rồi vệ sinh móng này. Cắt da chết này, tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái bộ ví xanh đẹp như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá, ví xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con ví xanh như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Đấy. Ví xanh, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con ví xanh này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái ví hồng nhá. Đấy, con ví hồng này thì giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một con ví hồng như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, có một cái bấm khóe lạch đây. Đấy, ba bấm móng này. Rồi cũng có kìm này, rồi nhíp này, rồi kéo tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Dọn vệ sinh, móng tay, móng chân. Đấy, combo cho các bác các cái chi tiết như này. Giá thì cũng chỉ có cho các bác là 60k thôi.
các bác lên cho em là ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. Đấy thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Các bác muốn lấy ví xanh thì lấy, mà lấy ví hồng thì lấy nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, lấy ví xanh được mà lấy ví hồng cũng được. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là ví hồng này. Giá sẽ là 60k cho cái bộ ví hồng như này nhá. 60.000 cho cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Đây nó sẽ là một cái dòng khăn đặc biệt 50.000 một bịch như này, bao gồm 10 chiếc. Dòng này thì nó là dòng siêu đặc biệt luôn. Đấy, kích thước của nó là khoảng 20x20, trên 20 một chút nhá. Các bác chuyên dùng để mình lau vệ sinh kính này, rồi các cái đồ đoàn của mình rất là ok luôn. Cái này khăn bếp à? Cái này là khăn bếp các bác nhá. Đấy, em nhầm sang cái khăn lau kính, các bác lên cho em là khăn bếp nhá. Đấy, khăn bếp. Con này thì bỏ cho anh cả cái lau kính như này. Đấy, cái này thì sẽ là 30.000 một 30.000 cho một bịch như này, bao gồm là 10 chiếc. Các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau bát đũa, rồi lau các cái vật dụng trong nhà bếp đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, lên cho em là khăn bếp. Khăn bếp này, giá của nó sẽ là 30k trên bịch như này, bao gồm là 10 chiếc nhá. 30.000 cho một bịch như này, bao gồm là 10 chiếc cho em. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy. Bộ sản phẩm đốc sạc kèm pin như này thì giá sẽ là 65.000 quá, 65.000 cho một bộ như này. Bên em chỉ có bán theo combo cả đốc sạc cả pin thôi, chứ nó không có pin để bán rời. Đấy, nhà sản xuất thì người ta bắt buộc phải mua cả combo như này, và giá sẽ là 65.000. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đấy. Đốc sạc pin đồng hồ, đốc sạc này, đó. Đốc sạc mà pin này nó là pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ này, pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k nhá. 65.000 cho một combo như này, bao gồm là cả đốc sạc cả pin luôn, đốc sạc pin đồng hồ 65.000. Đó, bán theo combo chứ nó không có pin để bán rời đâu. Thì các bác mua cứ mua combo này thôi. Còn cái đốc sạc thì mình dùng, mình để đấy mình dùng ra. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin Lion 18650. Đây. Đấy, pin Lion 16850 này. Đấy, 16850. Giá sẽ là 30k cho một quả như này. 30.000 cho một quả như này. Về nhà các bác có thể dùng để mình thay tháo lắp vào những cái đồ đoàn linh tinh nhà mình đều ok hết. Pin 16850, giá sẽ là 30k. Đó. Các bác lên cho em là pin 16850 nhá. Đấy. Pin 16850, giá sẽ là 30k trên một viên. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài dao này. Đây nó sẽ là một con máy mài dao rất là tiện ích luôn. Đó, máy mài dao cắm trực tiếp điện 220, có công tắc đóng ngắt thế này. Các bác dùng để mài dao, mài kéo, rồi mài các cái vật dụng đa năng đều được hết. Ngoài ra có thêm viên đá mài đây. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Con này dùng để mài dao, mài giếc cực kỳ là ngon luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, có đầu cắm đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc cắm vào là dùng thôi. Rất là tiện. Lên theo là máy mài dao nhé. Giá sẽ là 80k. Đó, máy mài dao này. Máy mài dao. Giá sẽ là 80k cho con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn treo nhá, đèn treo này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện ích luôn. Đó, đèn treo. Giá thì sẽ là 100. Đây, con đèn treo và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn nhá. Có sạc pin năng lượng mặt trời này. Đấy, công tắc của nó này, pha của nó khá là rọi và sáng luôn. Đó, rất sáng các nhá, đèn rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và có cả đèn bên hông như này. Thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước bằng cái đèn hông này cũng được. Đó, rất là tiện luôn. Cái đèn treo này bao nhiêu đấy? Thì các bác lên cho em là đèn treo nhá. Giá sẽ là 125.000. Đấy. Con này thì nó rất là tiện luôn. Có cái quai để các bác treo lên như này. Đây là em gọi nó là đèn treo nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, ở đây thì nhà sản xuất còn tặng kèm cho các bác một cái bộ dây như này nhá. Một cái bộ dây này nữa để các bác đeo vào. Đây, nó có hai cái phần mỏ mọc đây. Mỏ đây các bác này. Các bác đeo cái dây này vào treo. Và có cáp sạc nhá. Có kèm thêm cáp sạc luôn. Đầy đủ combo một cái bộ đèn treo đẹp như này mà giá chỉ có 125.000 thôi. Pin piếc ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn treo nhá. Đèn treo. Giá sẽ là 125k. Đó, 125.000 cho con đèn treo như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn VIP nhá. Đèn VIP đây. Con này thì sẽ là 100. Con VIP này là 130 à? Đèn VIP ấy. Các bác lên cho em là đèn VIP nhá. Giá sẽ là 140.000, hàng made in Japan này. Đó, hàng made in Japan. Thân vỏ của nó là bằng nhôm hết và có kèm cho các bác hai quả pin này luôn. Đấy, hai quả pin này luôn. 140.000. Con này thì cũng siêu sáng luôn. Về nhà khi các bác lắp nếu mà không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy.
lắp nếu mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi cho em là xong. Đó là nó sẽ lên thôi. Rất là đơn giản thôi. Đấy, hoặc nếu các bác lắp sai cái chiều pin này thì các bác đẩy ra, lắp lại cho em. Đấy. Tại vì nếu mà các bác lắp không đúng chiều âm dương là nó cũng không lên. Đấy. Thì âm dương các bác phải lắp đúng chiều nhá. Đấy, lắp đúng chiều cho em. Còn nếu mà lắp sai chiều là nó sẽ không lên đâu. Ngoài ra thì các bác lắp mà xoáy mà nó không lên thì các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, tại vì hàng để lâu là sợ nó sẽ hết pin các bác nhá, hết pin. Đấy, con này thì sẽ là 140.000. 140.000 cho con đèn VIP như này. Đấy. Thân của nó thì thân vỏ bằng hộp nhôm. Đấy. Các bác lắp đúng chiều cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy. Con này thì rất là sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đấy, rất sáng luôn nhá. Và pha của nó rất là rọi này. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, pha rất là rọi luôn. Thân của nó bằng nhôm như này, hàng của Nhật này, made in Japan này, 140.000 nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, ban ngày mà còn rọi này là các bác biết rồi nhá, rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có 140k thôi. Lên mã giúp em là đèn VIP nhá, có cáp sạc luôn. Có cáp sạc đầy đủ, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi, không phải lan tăn gì cả. Đèn VIP giá sẽ là 140.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Đó. Đèn VIP này. Đèn VIP 140k cho một con đèn VIP như này, 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Con này dùng cực kỳ khỏe và bền bỉ luôn. Đấy, hàng thương hiệu Philips đây. Đấy, rất khỏe bền bỉ cho các bác luôn. Hả? Bóc đi. Đấy. Không, cứ bóc đi thôi. Đấy, hàng rất bền bỉ và đẹp luôn nhá. 130.000 cho một con máy sấy tóc Philips như này. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá sẽ là 130.000. Rồi ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra tưng bừng và thanh toán giúp cho em nhé. Hãy lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán, các bác nhận hàng không kiểm tra thì lỗi là do các bác phải tự chịu nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship được. Các bác cứ yên tâm mua hàng. Gom cho em đủ 200.000 thôi. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái thanh cài dao. Con này thì bên shop phải bán cả nghìn cái rồi các bác nhé. Nghìn vài nghìn chiếc rồi. Nó là một cái dòng siêu tiện dụng luôn. Ở đây thì nhiều bác nhận hàng thì sẽ phải bảo gửi cho ta cái mắc áo, nhưng mà không phải, đây nó sẽ là một cái thanh cài dao đây. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 4 cái rãnh như này, chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 đến 45 cm. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Bình vừa cài dao này, vừa làm móc để treo xoong nồi, treo tạp dề, nói chung là treo có gì cũng được. Đấy, và nó có ốc sẵn, ốc vít cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ cần bắt vít vào tường hoặc là bắt vít vào khu vực nào mình cần thôi nhá. Lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái mã thanh cài dao như này. Các bác lên mã tiếp theo là thanh cài dao, giá sẽ là 90.000. Con này thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cái móc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm. Có sẵn ốc cho các bác luôn, gửi kèm ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc lắp đặt vào là mình sử dụng thôi. Một là các bác lắp bắt lên cái cửa gỗ, cửa tôn. Còn các bác có thể bắt vít trực tiếp lên tường, tùy theo cái công năng của các bác mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái búa đinh nhá. Búa đinh, hàng mới tinh, hàng của thương hiệu Asaki. Asaki hàng của Nhật các bác, Asaki của Nhật. Thì bên em sẽ có là búa A1 bé và A2 to. Đấy, A1 bé, A2 to. Đấy, con này nó sẽ là A2 to này, A1 bé này. Đấy. Con A1 bé này thì cái chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 25 cm. Đấy, và giá thì sẽ là A1 này thì sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là A1, giá sẽ là 80k. Đó, A1 bé này 80.000, nặng khoảng 3 đến 4 lạng. Còn con A2 to này thì nặng khoảng 5-6-7 lạng gì đấy. Đấy, lên cho em là A2 to, giá sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, 130.000 cho con búa A2 to này, lấy cho anh cái búa lùn. Đấy, 130.000. Đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng búa đinh có cả đóng nhổ đinh luôn nhá, đóng nhổ đinh luôn. Cán của nó thì bằng thép và bọc nhựa, khi các bác cầm thì rất là chắc đầm tay, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và khi mình đóng mình gõ thì cảm giác nó rất là đầm. Đấy, khi mình cầm thì nó rất là đầm, chắc tay. Đó, có phần nhổ đinh như này. Đấy, có phần nhổ đinh này. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái con A2 to này sẽ là 130.000 và con A1 bé này thì sẽ là 80k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái búa lùn đây. Đấy, búa lùn.
Con này thì sẽ là 85.000 cho một con búa lùn như này. Đấy, con này thì các bác có dùng để đóng nhổ đinh cũng ok. Nặng là 2 lạng rưỡi nhá, nặng khoảng 2 lạng rưỡi. Đây, hàng của Nhật đây, Japan chứ khắc chìm luôn. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá, búa lùn. Con này thì sẽ là 85k. Đấy, lên cho em là búa lùn này. Búa lùn giá sẽ là 85k cho một chiếc búa lùn như này, 85.000. Đó, một số cái mã đồ kim khí bên em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Dung tích của nó là 1 lít. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó sử dụng để pha trà, hãm trà rất là ok luôn. Dung tích 1 lít màu đen, giá thì chỉ có 110.000 thôi, 110.000. Đấy, inox 316, hàng này nó là sẽ là một cái dòng inox chuẩn cho các bác luôn. Đây, su 316 này, có phần lưới lọc này, các bác có thể cho trà, cà phê hoặc cho các cái loại hạt vào đây để mình lọc cho em. Đó, cho các cái loại hạt vào đây mình pha chế mình uống. Đấy, xoáy vào cho em như này. Khi rót thì các bác nhập cái lẫy này cho em, pha trà, pha cà phê. Đấy. Hãm trà, hãm trước uống rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà, dung tích là 1 lít, giá chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110k nhé. Lên cho em là ấm pha trà nhé, ấm pha trà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ màu các bác nhé. Các bác lên cho em là bộ màu vịt. Bộ này thì của nó khá là nhiều chi tiết cho các bác luôn. Đây, đấy. À, màu cầu vồng các bác nhé. Bỏ cả cái màu vịt ra đây. Đấy, bộ màu cầu vồng nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái bộ màu rất là đa di năng luôn, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác lựa chọn luôn nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là đầy đủ này, đầu các loại màu này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì này, các loại màu cho các bác lựa chọn này. Đấy, rồi có cả thước đo này, rồi có tẩy, có ghim đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Đấy. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Đấy, bộ màu cầu vồng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ màu cầu vồng như này. Đây đây nó sẽ có cho các bác là các giải màu này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì đầy đủ cho các bác luôn, có cả ghim viết đầy đủ như này. Đấy, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, cho các em nó thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng. Cầm cái màu vịt đấy. Đấy, màu cầu vồng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Con này thì các bác có thể mua để mình sử dụng cho các em nó tô vẽ, thỏa sức sáng tạo luôn. Màu cầu vồng giá sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó là một cái dòng sản phẩm hot của shop nhá. Và bên em bán rất là nhiều. Hàng này thì được sản xuất và phân phối độc quyền bởi đất nước láng giềng của chúng ta, đó là đất nước Thái Lan nhé các bác nhé. À, hàng sản xuất và phân phối bởi Thái Lan. Đó. Đây các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác này. Đây. Bangkok Thái Lan đây các bác này. Đó. Bangkok Thái Lan nhá. Đó. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái hộp kẹo chuột như này. Màu của nó là màu hồng nhá, nó sẽ thu hút chuột rất là tốt luôn nhá. Đấy, các loại chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng nhá. Cái dòng này ưu điểm của nó khi mà một con ăn thì nó sẽ kéo cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, cho nên rất tiện, màu sắc thì thu hút, đấy, giữ chuột rất là tốt luôn. Lên thì em là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá của nó sẽ là 30k. Con này tức là khi mà một con nó ăn nhá, một con nó ăn xong về nhà nó lây truyền ra là cả đàn chết luôn. Đấy, nó ưu điểm của nó như vậy thì nó rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao. Đấy, kéo cắt cành trên cao đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một thân này, một thân đầu kéo cắt như này nhỉ. Kèm thêm cho các bác đây, cái đầu kéo cắt của nó đây, đầu kéo cắt đây. Kèm thêm cho các bác là một cái cưa, một cái lưỡi cưa như này thì các bác có thể vừa dùng để cắt vừa dùng để cưa được luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao này. Đấy. Kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130.000. Kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho cái kéo cành trên cao như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có ốc vít kiểu thứ đầy đủ, về nhà các bác có thể bắt vào cành tre này hoặc cả cây tiếp này, nó dùng đa di năng được luôn. Đầu cưa, đầu kéo cho bác luôn, bác nào làm thợ làm vườn nhá. Đây các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp cái đầu cành cho em nó cắt này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy, cành trên cao này, cành to, cành nhỏ này. Đấy, cành to thì các bác cưa, cành nhỏ thì các bác cắt cho em. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Rất là tuyệt vời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái kéo cắt cành trên cao này là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thuốc chuyên trị trĩ các bác nhá. Đấy. Dòng này thì các bác chuyên dùng để bôi trĩ.
bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại co bố trĩ xa bố trĩ rồi các bệnh về trĩ các bác dùng con này cho em bao nhiêu nhỉ? Giá chỉ có 30.000 cho một típ này thôi nhá, 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này thôi. Dòng này thì siêu nhạy luôn, bên shop đã bán rất là nhiều rồi, có bác chỉ dùng từ 2 đến 3 típ là khỏi hẳn luôn các bác nhá, 2-3 típ là khỏi hẳn luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt, chỉ có 30.000. Đấy, hàng thì của Domatic các bác này, đây các bác này. Đấy, giá thì rất hợp lý nhá, lên cho em là thuốc trĩ nhá. Đấy, con này thì các bác có thể trị trĩ nội trĩ ngoại, đau rồi co xa bố trĩ đều khỏi hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ, giá sẽ là 30k cho một típ như này nhá, 30.000 cho một thuốc một típ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đây con này thì nó dùng bằng tay thôi, máy thái rau bằng tay chứ không phải bằng máy đâu. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp cho em lưỡi vào đây này, lắp lưỡi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có bộ lưỡi, về nhà các bác lắp lưỡi vào cho em. Đấy, sau đó thì mình sử dụng thôi. Cái bộ lưỡi bao gồm là 6 cái lưỡi. Đấy, thì các bác lắp vào hai cái bên hông này. Đấy, và cái tay quay đây. Đấy, rất đơn giản thôi. Đây em sẽ có cái video mà họ sử dụng thực tế cho các bác xem cho nó dễ hình dung, còn lắp đặt thì về nhà các bác lắp đặt nó rất là đơn giản, chỉ có 2 phút là xong thôi. Lên cho em là máy thái rau nhá. Máy thái rau này bằng tay nhá, thái bằng tay. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho em máy thái rau bằng tay như này. Đây các bạn này. Thái lát rau củ, xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Đấy, các bác có thể lắp lưỡi vào đẩy lưỡi ra rất đơn giản nhé. Lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đó, rất ok cho các bạn nhé. Ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là kìa. Này đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp chị em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng Adcock, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết các bạn này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con Adcock như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của dò gì chập cháy hoặc là quá tải là ad sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là Adcock 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cock 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cock 30A nhá. Cock 30A này. Cock 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cock 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con Ad Đại 40A đây. Đấy. Con Ad Đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn, hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con Adcock, một con Ad Đại 40A như này. Đấy, Ad Đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên xem là Ad Đại này. Đó. Ad Đại 40A, Ad Đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con Ad Đảo Chiều này. Ad Đảo Chiều. Con này thì nó sẽ là dòng Ad Đảo Chiều và 63A nhá. Đấy, 63A Đảo Chiều. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 trong con Ad Đảo Chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là Ad Đảo Chiều, 110.000 cho một con Ad Đảo Chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì
Ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Còn lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây, các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây, tăng giảm ở đây. Đó. Lên cho em, đưa anh cái giảm đi. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi là sáng bóng bẹt luôn. Đó đây, các bác tắt đi này. Tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây. Đấy các bác. Đầu tiên các bác bật lên cho em này. Đấy, và mình chỉnh lên một chút này. Sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nha. Đấy. Đều nhau tam táp luôn. Đều nhau tam táp luôn. Đó. Hai chén đều nhau tam táp luôn nha. Các bác theo. Đây. Hai chén này đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này. 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này các bác, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái âu như này. Bốn cái âu như này, nếu các bác mua bình thường một cái âu như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi. 160 nghìn để mua được bốn cái âu inox đẹp như này. Đó, mỗi cái âu này của nó thì sẽ là 0,5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy, và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây, đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào, đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhé, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm, cho gạo vào nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm, thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi, mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây, con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này. Điện thì nó sẽ là 110-220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng được cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259-130-220, đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180k, 180.000 cho cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái âu inox đấy, nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 4 cái âu inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù ù luôn các bác. Quạt siêu mát luôn. Gió ù ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút cái lên cho em. Đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3-5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn. Có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện này nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này. Bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3-5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn. Cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? Đèn bão là 100. 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100.000 cho cái đèn bão như này.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm có cái viên pin hạt 5 châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ tranh cái đôi pin đĩa đây để anh chạy thử nè. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái 5 châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái 5 châm từ trường như này, bóc ra. Các lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu, nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt 5 châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay các bác này. Đấy. Đấy. Sau đó là các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao 3 con, dao cán gỗ 3 con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ 3 con, giấy ghi đơn đấy. Đấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bác này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng. Và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây, chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên thì em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn thôi nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seiki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này. Con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bác này. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa di năng luôn. Con này thì dài khoảng 20 cm. Còn con này thì dài khoảng 30 cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá, bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này, cán gỗ này, cán gỗ. Giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kèm theo không ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em ship code toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên bên em lên cho các bác đó là cái keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh. Đấy, nó vỏ màu xanh như này. Bên em lên nó sẽ là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ và bên em bán là combo 3 típ là 50.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 một típ như này. Một hộp của nó sẽ là 60g. Một típ này là 60g nhé. Lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, và bên em bán theo combo. Đấy. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Đấy. Một típ thì sẽ là bằng 20k nhé. Đấy. Và 3 típ thì sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây là con keo siêu dính nano nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán,
hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép, cao chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy các bác nha, giá thì chỉ có 20.000 tiếp này thôi, và mua 3 tiếp thì sẽ là 50.000. Lên cho em là keo đa năng xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Đấy, thuốc trị long ben hắc lào, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào này, đấy, long ben hắc lào rồi nấm ngứa này, đấy, nấm ngứa. Đấy, và các cái bệnh ngoài da mãn tính thì các bác dùng cái này cho em từ 1 đến 2 tip là sẽ khỏi dứt điểm cho các bác luôn. Đó, cái này em bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì chuyên trị long ben, hắc lào, nấm ngứa. Đấy, kẽ chân, kẽ tay các bác bôi này cho em, khỏi luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một tip này thôi. Lên cho em là long ben hắc lào nhá, 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít. Đấy, bình 20, dung tích là 2 lít. Vỏ bên ngoài của nó thì bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, khá là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và con này dung tích của nó 2 lít này, bên trong cũng bằng inox luôn. Con này thì không giữ nhiệt đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia. Đấy, hoặc là nói chung là đa xi năng, các bác cứ đựng nước là ok. Còn nó không có tính năng giữ nhiệt. Tại vì cái giá của nó thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Các bác lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Giá sẽ là 80k. Các bác dùng để đựng nước uống này, đựng nước ở trên phòng này. Đấy, nhà có phòng thì các bác đựng vào trên phòng, hoặc là đựng nước uống để bàn có khách khứa, vừa sang xịn mịn, vừa đẹp, vừa lịch sự. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đó, chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, bình 20 nhá, 80.000. Sao lại nó lại giá nó lại rẻ vậy các bác ơi? Đấy, 80.000 cho một con bình như này, bằng inox rất dày dặn chắc chắn. Dùng thì thao thoải mái ok luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là máy cạo râu 9D nhá. Con này thì lại còn giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một em máy cạo râu như này. Hàng 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho các bác nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác chức năng đầu tiên đó là cạo râu này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cái phần cạo 3 lưỡi như này, 3 lưỡi kép cạo cực kỳ sạch luôn. Đây, các bác chỉ cần đưa vào là mình cạo thôi. Đó. Lưu ý các bác khi cạo thì các bác đi chậm thì em, đi chậm để cho lưỡi nó ăn vào, nó cạo cho râu nó sạch nhá. Đó. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt xèo xẹt chưa? Đó. Thứ nhất là các bác đi chậm cho em nhá, đi chậm cho em này. Đấy, đây râu nó đứt rồi này các bạn này. Đó. Các bác đi chậm cho em. Đấy, sử dụng xong thì các bác tháo ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cho em cái phần là đây. Đấy, nó có cái phần là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lắp vào. Lắp vào, tỉa lông mũi này. Đấy, cứ lắp vào cho em là xong. Đó, tỉa lông mũi này. Có cái phần tăng đơ này, tăng đơ này. Đấy, tiếp theo nữa là có cái phần cho các bác để massage này. Đấy, massage để mình kê cái phần chổi như này để các bác massage mặt. Đấy, massage mặt nữa rất là ok. Giá thì chỉ có 95.000 thôi, combo cho các bác là 4 đầu để các bác thay tháo nhá. Đấy, massage mặt này, cạo râu này, tỉa lông mũi này, rồi tăng đơ chấn viêm. Đấy, một con hàng con này là 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một con hàng như này nhá. Và cái giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ cho anh em và các bác. Đấy, hàng 4 chức năng cho các bác luôn. Mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một con này thì nói chung là các bác cũng chả đi đâu mua được con này. Đây, có cáp sạc, cáp siếc hẳn hoi. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. 95k. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này thì giá quá hạt rẻ rồi. Các bác có thể sử dụng rất là tiện ích luôn. Đấy, 95.000. Không thể tin nổi luôn các nhá. Đấy, chả đi đâu mà mua được một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Giá chỉ có 95k thôi. 95k. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Đấy, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Lên cho em là kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một con kìm như này. Các bác dùng để mình bấm cúc quần, cúc áo, nói chung là đa chức năng, hoặc là bấm cúc của các cái chi tiết khác đều ok hết. Lên cho em là kìm bấm cúc. Giá thì một cái bộ như này chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tiện dụng, dễ sử dụng được. Chị em tin dùng mua nhiều. Đấy, chỉ cần lắp vào này cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Rất tiện cho các bác sử dụng nha. Và cái giá thì rất hợp lý các bác này. Đấy.
các bác chỉ cần lắp vào là xong. Chắc sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lường đang ra tiệm sửa thì mấy bạn sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kềm bấm cúc quần áo này, không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc được liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn. Rất là ngon đấy. Lỡ có mà bị rộng hay là cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định. Bấm là xong luôn, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo khô các bác nhá. Đấy, táo khô các bác này, đây, đấy, táo khô. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, táo khô của Samsung Hàn Quốc đây. Đó, Korea Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đây, một bịch như này. Đấy. Bịch này rất là đẹp các bác này. Đó, hàng táo đều đẹp nhá, táo đều đẹp. Con này thì giá của nó sẽ là đây, hàng của Hàn Quốc các bác này. Đấy, toàn bộ của Hàn Quốc hết nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt Hàn Quốc đàng hoàng. Anh Minh hộp có chất lượng luôn. Đấy. Các bác lên trên là táo Hàn Quốc nhá. Táo Hàn Quốc giá của nó sẽ là con này thì phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn nhá. Đây thì phần bán của nó số 1 Hàn Quốc luôn này. Korea các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên trên là táo khô, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một hộp táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Đấy, con này thì chuyên để tẩy son nồi này. Xong nồi vành bánh xe. Đấy, xong nồi vành bánh xe ô tô rất là tiện luôn. Đây. Đấy bác nào có ô tô thì các bác cứ mua cái này về cho em. Mình dùng chuyên để tẩy ô tô rất là tiện đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước vào, cho làm ướt bề mặt, sau đó thì mình cho cái này vào. Sau đó thì mình đánh thì cọ đi là sẽ sạch luôn. Lên cho em là tẩy xanh 25k trong hộp tẩy xanh như này nhá. 25.000. Đây em tôi video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy đó, giá 25k đó nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nấm nhá. Đèn nấm thì cái này các bác dùng nó là đèn ngủ nhưng mà em lên tên nó đèn nấm tại vì nó hình cây nấm như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ cảm biến và nó sẽ không lên đâu nhá. Ban đêm trời tối nó sẽ lên, đây em che đi này. Đấy, em che đi là nó tối là nó sẽ lên thôi. Đó, ban ngày thì cảm biến là nó sẽ không lên nhưng mà ban đêm trời tối là nó sẽ lên các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ đang sáng quá nó không lên được. Đấy các bác này, đấy. Đấy, em che đi, phải che hẳn đi này thì nó mới lên này. Đấy các bác thấy không, đó. Thì các bác dùng để làm đèn ngủ nó rất là tiện. Đấy, mình cắm trực tiếp vào ổ điện nhà mình. Đấy, ban ngày thì nó sẽ không sáng và ban đêm thì nó sẽ sáng để cho các bác đi lại ở những khu vực nào các bác chỉ cần sáng ban đêm thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn nấm nhá. Đèn nấm giá sẽ là 25k. Đó. Đèn nấm này, đấy. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trong cái đèn nấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Dép đi trong nhà thì ai cũng đi vừa cả và nó cũng không quan trọng màu sắc đâu. Giá thì chỉ có 35.000 trong đôi này thôi. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nỉ này. Đây là bằng nhung này. Đấy, rất đẹp. Rất đẹp nhá. 35k. Các bác chuyên dùng để đi trong nhà nó rất là tiện ích, sạch sẽ. 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc. Đấy, máy sấy tóc. Đây. Hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn và máy chạy cực kỳ là khỏe. Đây em cắm trực tiếp cho bác xem. Máy sử dụng trực tiếp điện 220V nhá. Đấy, đây. Đấy có theo. Rất mạnh luôn nhá và nóng rất là nhanh luôn. Nóng rất là nhanh. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả. Các bác bật phát nóng luôn các bác. Đấy, công suất của nó là 3000W. Bật phát nóng luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ có chức năng là nóng thôi nhá. Chức năng là nóng thôi. Đấy, gọi là máy sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc giá sẽ là 35k. À 130.000. Đấy, lên cho em là máy sấy tóc này. Giá sẽ là 130k nhá. 130k là con máy sấy tóc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chắn. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì nó sẽ là dòng chắn dầu mỡ nhá. Đây, các bác dùng để chắn vào cái bếp ga này rất là tiện ích này. Đấy, chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ khi mà các bác đun thì dầu mỡ nó văng ra thì các bác chắn lại cho em. Đấy. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 32cm và một chiều là chiều dài là 84cm nhá. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái chắn dầu mỡ như này. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy.
Đây nó sẽ là một cái sen như này, và ở đây nó sẽ có một cái đầu vòi cao su như này. Khi tắm thì các bác dùng để massage kỳ cọ được luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con sen cao su như này thôi. Đấy, có cả sen cả dây như này. Đây, đầu này để các bác kỳ cọ này. Đấy, vừa kỳ cọ massage được luôn, rất là tiện. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trên tay, và cũng có các cái chế độ này. Có 3 chế độ để xả nước rất là ngon lành luôn. Lên thì em là sen cao su. Giá thì chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con sen cao su như này. Con này thì cũng rất là tiện ích. Đấy, lên cho em là sen cao su nhá. Đấy. Sen cao su này, sen cao su, giá sẽ là 90k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó, thì nó đây sẽ sen tắm như này, các bác dùng để massage này, kỳ cọ này. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái sen tắm cao su này giá chỉ có 90.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Đấy, phích cắm thì sẽ là 20.000 cho một cái phích cắm như này, và có đèn báo này. Đấy, cái phích cắm này thì sẽ có đèn báo cho các bác. Đây. Đấy, cái phích cắm này có đèn báo này các bác này. Cắm vào là có đèn báo sáng như này. Đây rút ra này. Cắm vào có đèn báo sáng này. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng nhá. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng như này. Con này thì sẽ là 20.000. Đấy, còn cái phích cắm thì sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Dòng cao su non. Đập phá thoải mái cho các bác nhá. Đấy, cao su non như này, đập phá thoải mái luôn, lõi bằng đồng hết. Đều là 50.000 một cái nhá. 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc. Công suất của nó lên tới là 250V 16A. Đấy, 50.000 một chiếc, hàng nội địa của Nhật. Con này các bác dùng đập phá thoải mái cho em luôn. Đó. Đập phá thoải mái nhá, hàng cao su non, yên tâm sử dụng. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 một chiếc này thôi. Hàng 3 chân và hàng 5 chân đều là 50.000 nhá. Riêng con 3 chân này có đèn báo, con 5 chân không có đèn báo. Về nhà các bác xoáy ra cái nối dây vào đây cho em. Rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sáp đuổi muỗi này. Hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Lên cho em là sáp đuổi muỗi. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là bóc cái này ra cho em này, bóc cái phần niêm phong này ra này. Đó, ở trong này thì nó sẽ là sáp thơm. Và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Thái Lan, tem phụ đàng hoàng nhá, tem phụ đàng hoàng Thái Lan đây. Và xuất cho thị trường Nhật thì các bạn này. Đấy, Japan này các bạn này. Đó, Japan đây. Hàng sản xuất tại Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật. Các bác lên mã giúp em là sáp thơm đuổi muỗi nhá. Sáp thơm đuổi muỗi. Giá sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy, sáp thơm đuổi muỗi này. Sáp thơm, đây hình con muỗi đây các bạn này. Đấy, sáp thơm đuổi muỗi. Giá sẽ là 60k cho một lọ như này nhá. 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Con này dùng thì rất là tiện luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi. Thì đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, giúp cho các bác là đèn tinh dầu muỗi này, giá sẽ là 120.000. Đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn nhá. 4 lọ tinh dầu. Thì về nhà các bác cứ dùng 1 năm là ok. Đấy, dùng cho em 1 năm là ok, chỉ có mất 120.000 thôi. Đấy, về nhà các bác xoáy cái này vào cho em này, xoáy cái này vào. Sau đó thì các bác cắm trực tiếp vào điện 220, bật công tắc lên. Lúc nào các bác dùng thì các bác nhấp công tắc lên cho em. Đó. Dòng này của nó thì các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng cho người già trẻ em đều ok hết nhá. Đấy. Về nhà thì các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra, sau đó xoáy vào điện. Bên em bán theo combo một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và 4 lọ tinh dầu nhá. Một đèn 4 lọ tinh dầu. Đây. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu muỗi này, giá sẽ là 120.000. Con này thì dùng cực kỳ an toàn luôn, bà mẹ trẻ em đều dùng được hết nhá. Đấy, người già trẻ em đều dùng được hết. Cực kỳ an toàn, dùng cho phòng ngủ không biết các thứ được đều ok hết nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp, an toàn, người già trẻ em. Đấy, bà bầu đều dùng được hết. Giá chỉ có cho các bác là 120k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi thôi. Lên cho em là đèn tinh dầu muỗi nhá, đèn tinh dầu này. Đó. Nó sông tinh dầu mà. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu muỗi. Đấy, đèn tinh dầu muỗi 120k. Dùng cho bà mẹ trẻ em đều ok hết nhá. 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy. Cặp sách chống gù lưng. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật. Để các bác mua cho trẻ em nó đi học này. Đấy, các em nó đi học rất là ok luôn. Đấy. Cặp sách chống gù lưng. Một cái cặp như này giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái cặp sách đẹp như này. Hàng của Nhật nhá. Đây. Đấy. Thì chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, nó có các cái phần lót như này để cho các em nó lót khi mà đi học mang sách đi rất là an toàn. Đây. Hàng máy trần cực kỳ kỹ và chắc chắn cho các bác luôn. Và rất là nhiều ngăn phụ nhá, rất nhiều ngăn phụ như này các bác này. Đấy, rất nhiều ngăn phụ như này.
thì cho các em nó mang đồ đi học nhá, đồ sách vở các thứ nhá. Đó, rồi chai nước ở đằng sau nhá. Nó sẽ là một cái dạng cặp hình hộp như này. Thì khi các em nó đeo vào thì nó rất là an toàn nhá, nó rất là an toàn, chống gù lưng, chống đau lưng rất là tốt luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cặp sách chống gù lưng của Nhật nhá. Giá thì đơn shop đang gửi cho các bác chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Đấy, 130k. Đó. 130.000 cái cặp chống gù lưng như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 130k cho một chiếc cặp chống gù lưng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái viên bột thông cống nhá, bột thông cống. Đây nó sẽ là một cái dòng bột như này các bác này. Đấy. Một cái dòng bột như này về nhà các bác chỉ việc là đổ trực tiếp vào. Đấy, nó sẽ là dòng bột như này về nhà các bác đổ trực tiếp vào các cái đường ống cống rãnh này. Rất là tốt luôn, giúp cho nó sẽ đánh tan ví dụ như là các cái cặn bẩn này, rác này, dầu mỡ nó đọng bám lâu ngày này. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k nhá, 25k cho một lọ bột thông cống như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó có xử lý tốt bồn rửa mặt và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà hay tắc ấy thì tranh thủ múc vài gói nhá, đang rẻ. Đấy, nhà rất tiện ích. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Đó, giá chỉ 25.000 cho một lọ này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng hàng của Nhật đây. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng kéo chuyên dùng trong nhà bếp này. Các bác có thể dùng trong nhà bếp cắt nem, cắt gà, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Đây, Japan các bác này. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Cắt rất là ngon nhá. Đấy, các bác dùng để cắt thực phẩm, cắt gà, cắt cá. Nói chung là cắt nem. Thép SK5 không dỉ này, Japan các bác này. Đó. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 35.000 cho một chiếc kéo vàng như này các bác nhá. Kéo vàng, quay lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Đó, kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35.000 nhá. 35k một chiếc, bác nào mua combo 3 chiếc thì sẽ là 100.000. Đấy, 3 cái sẽ là bằng 100k cho các bác luôn. Đó. 100.000 cho 3 cái, còn mua lẻ thì chấp nhận 35.000 một chiếc giúp cho em nhá. Hoan hỉ 35.000 một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng rất là xịn sò con bò cho các bác luôn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng. Giá bán thì chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà công dụng thì cực kỳ hữu ích luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần miếng dán và một gói thuốc như này. Đấy, thì các bác cứ một gói thuốc, một miếng dán các bác dán trực tiếp lên gan bàn chân hoặc là lòng bàn tay để giúp cho các bác là khỏi lạnh lòng bàn chân bàn tay này, rồi thải độc các cái độc tố ra nhá. Đây lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Dán thải độc chân, giá sẽ là 40k nhá. Giá chỉ có 40.000 cho một hộp 50 miếng này thôi. Chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40.000 thôi mà công dụng cực kỳ hữu ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là táo khô nhá.
Một bịch này của nó thì sẽ là 90k cho một bịch như này nhá. 90k cho một bịch như này. Đấy, hạt to, quả to đều đẹp cho các bác. Và bên shop bán thì nó sẽ là một bịch như này nhá. Bán một bịch nguyên niêm phong như này, hàng nguyên niêm phong như này các bác này. Đấy, bên em bán theo combo một bịch như này. Giá sẽ là 90k cho một bịch như này nhá. 90k cho một bịch như này. Quả to đều đẹp, chức năng chính thì các bác dùng để ăn trực tiếp này, hãm nước này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi. Các bác lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini này thôi. Giá chỉ có 150k thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là đây. Thông số của nó đây các bác này. Đấy. Dung tích của nó sẽ là điện 220V, công suất là 600W nhá. Dung tích của nó thì nó vào khoảng là cái này thì nó vào khoảng là 1 lít gì đấy các bác này. Đấy, 1 lít. Đây. Đấy. Và có cho các bác là một cái khay hấp như này thì các bác có thể đặt lên đây để mình hấp này. Đấy, hấp rất là ok. Đấy thì các bác có thể dùng để mình hấp hoặc là ăn lẩu ăn niếc làm trực tiếp này, pha mì pha miếc, cáp của nó đây. Cáp cắm nguồn này. Đầy đủ các chi tiết cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái nồi lẩu mini như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Có hai số này, số 1, số 2 và đóng ngắt. Đấy. Con này thì tiện lắm, các bác dùng để pha mì rồi ăn lẩu, ăn chế gọi là các bác muốn ăn đồ ăn nóng mà ngại dùng những cái nồi lẩu to thì các bác cứ dùng con này chị em, nó rất là tiện. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi rồi. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá. Đấy, nồi lẩu mini này. Nồi lẩu mini. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000 cái nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái các bác lên đã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Dung tích của nó thì con này nó sẽ là một cái dòng chảo của Nhật này. Đường kính của nó sẽ là 20cm nhá, đường kính là 20cm. Đấy, và có kèm cho các bác là một cái khay đây, một cái khay như này để các bác chiên xong thì mình để đồ lên đây. Giá chỉ có 100 cành thôi, có tráng đá chống dính nhá. Đấy, và các bác dùng để mình trao dầu mình trao tôm này, tôm hoặc là khoai tây với nhất đều ok hết nhá. Đấy, các bác dùng các cái món ngập dầu thì dùng cái này chứ, nó nhỏ gọn đây. Đấy, trao tôm trao điếc. Lên cho em đó là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu này. Chảo ngập dầu giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, chỉ có 100k thôi. Đấy, 100.000 cái chảo ngập dầu này rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con robot mini đây. Đấy, một cái con robot hút bụi như này, rất là tiện luôn. Đó, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Con này giá thì chỉ có 120 cành thôi, rất là tiện các bạn. Đấy, nhỏ gọn tiện ích nhá. Đây, nhỏ gọn tiện ích luôn. Khi mở ra này, khi mở ra thì đây nó sẽ là nguyên bản như này nhá, sạch sẽ nhá, sạch sẽ đẹp luôn nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ bắt đầu là lắp vào để em chạy thử cho các bác xem và các bác cảm nhận được cái độ bụi của nó này. Đấy, nó hút bụi rất là nhanh luôn đây. Đây các bác này, đấy, bật lên. Đấy, ở đây nó có cái phần cản pin nhá. Các bác tháo cái phần cản pin ra cho em. Đó, tháo cái phần cản pin ra cho em. Đấy, đây có cái phần cản pin này. Đấy. Các bác lưu ý là tháo cái phần cản pin này ra nhá. Đấy, máy chạy luôn. Đây. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào đâu thì nó chạm vào vật thể thì nó sẽ quay đầu lại này. Đấy. Chạy cực kỳ khỏe, hút cực kỳ là nhanh luôn. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, các bác thấy không? Đây. Các loại bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé đều hút được hết nhá. Đấy. Và khi chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu trở lại nhá. Đấy, chạm vào vật thể thì nó sẽ quay đầu trở lại. Đấy. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Rồi. Bây giờ em sẽ cho các bác xem thực tế luôn là cái nó vừa hút được này. Đây. Đấy. Thực tế luôn này, các bác này. Đấy. Vừa chỉ có mấy giây thôi mà nó đã hút như này rồi các bác này. Đấy. Chưa đến 30 giây mà nó đã hút vào nhiều bụi như này là các bác biết rồi. Đấy, mà những cái dòng bụi mịn như này thì các bác quét gần như là không thể quét được. Nhưng mà con này nó sẽ xử lý cho các bác các cái dòng bụi mịn là rất là tốt luôn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp chị em đó là robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá sẽ là 120.000 cho con robot hút bụi này. Siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng.